Xin chào, chào mừng các em đến với chương trình đọc truyện của Little Green Guards, Hiệp sĩ nhí rừng xanh. Cô là Lê Trang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn truyện Ngôi nhà mới của Bồng Ngô. Cuốn truyện Ngôi nhà mới của Bồng Ngô là cuốn đầu tiên trong chuỗi sách truyện cổ tích về khu rừng kỳ vĩ. Bộ truyện với những câu chuyện thú vị về đa dạng các loài động vật hoang dã quý hiếm đang sinh sống ở một khu rừng nguyên sinh kỳ bí của dãy Trung Trường Sơn ở Việt Nam. Cuốn sách truyện Ngôi nhà mới của Bồng Ngô được viết bởi tiến sĩ John Andy Phillips và tiến sĩ Chia Luan Tan, do cô Lê Trang phiên dịch và thu âm, được minh họa bởi cô Lại Thảo Linh. Cuốn sách được sản xuất bởi tổ chức LVDI International, là một tổ chức bảo tồn thiên nhiên phi lợi nhuận quốc tế, cam kết với các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học cho trái đất. Sứ mệnh của LVDI International là truyền cảm hứng và trao quyền để người dân địa phương bảo vệ thiên nhiên. Thông qua chương trình Little Green Guards, Hiệp sĩ nhí rừng xanh và chuỗi bài học về bảo tồn 7 loài động vật hoang dã nguy cấp vùng Trung Trường Sơn, chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên của trẻ em, từ đó thúc đẩy niềm tự hào và hành động để bảo vệ những di sản thiên nhiên của thế giới. Rồi, bây giờ các em đã sẵn sàng để nghe xem Bồng Ngô là ai và tại sao cô ấy lại cần một ngôi nhà mới chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Vào nửa đêm, thỏ mẹ ánh sáng hạ sinh một bé thỏ cái. Mẹ đặt tên em là Bồng Ngô. Ít phút sau đó, em trai và em gái của Bồng Ngô cũng lần lượt ra đời, được mẹ đặt tên là Rằn Ri và Bơ. Trong cái tổ ấm áp đã được thỏ mẹ lấp đầy cỏ khô và lông mềm, ba chị em thỏ cuộn tròn ngủ ngon lành. Dù vẫn chưa mở mắt và chưa nhìn thấy gì xung quanh, nhưng nhờ hơi ấm của thỏ mẹ, ba chị em vẫn cảm thấy yên tâm lắm. Chỉ vài ngày sau, cuối cùng mắt của Bồng Ngô cũng đã mở. Cô bé nhìn thấy thỏ mẹ đầu tiên. Mẹ có những dải sọc màu nâu tối trên mặt, trên thân. Mẹ còn có một chòm lông màu đỏ phía sau nữa. Mẹ ơi, con được gọi là loài gì vậy mẹ? Bồng Ngô nhanh nhảu hỏi mẹ. Cô bé vừa là bé thỏ đầu tiên được mở mắt và cũng là một cô bé rất tò mò. Chà, chúng ta là một loài tên là thỏ vằn Trường Sơn, sao vậy con? Bồng Ngô nghe nói vậy, liền nhìn xuống cơ thể mình, rồi nhìn mẹ trầm trồ thán phục. Vậy mẹ cũng là thỏ vằn Trường Sơn ạ? Đúng rồi con yêu, con, em Rằn Ri, em Bơ cũng là loài thỏ vằn Trường Sơn. Vì trong đầu đầy những thắc mắc, mới được vài phút, Bồng Ngô lại hỏi tiếp. Mẹ ơi, tại sao nhà mình tối thế hả mẹ? À, vì loài thỏ chúng ta thường sống trong một cái hang, nhà của chúng ta nằm ở dưới đất. Ô mẹ ơi, mẹ làm ra cái hang này à mẹ? Không con yêu, cái hang này do một cô tê tê tốt bụng tặng cho chúng ta. Cô ấy tên là Sáng Bóng, mẹ chỉ mang thêm lông và cỏ về để làm tổ thôi. Bỗng em Rằn Ri tỉnh giấc. Bồng Ngô ơi, chị đừng có hỏi nữa được không? Em và em Bơ đang cố gắng để ngủ đây này. Ôi xin lỗi em nhé. Bồng Ngô thì thầm. Cho chị hỏi mẹ nốt câu này nữa được không? Mẹ ơi! Lần này Bồng Ngô cố gắng hỏi một cách khẽ khàng. Tối nay con có thể đi ra bên ngoài hang được không ạ? Chưa được đâu con yêu. Ánh sáng âu yếm trả lời. Con vẫn còn nhỏ quá, mẹ chưa dạy con những điều để bảo vệ bản thân trước những con thú săn mồi. Giờ mẹ con mình cùng đi ngủ nhé. Khi các bé thỏ thức dậy sau một giấc ngủ tròn, thỏ mẹ ánh sáng bắt đầu dạy các con bài học đầu tiên về an toàn cho bản thân. Chúng ta là loài thỏ vằn Trường Sơn, và chúng ta là động vật sống về đêm, cho nên chúng ta cần cẩn trọng khi đi ra ngoài vào ban đêm các con nhé. Đặc biệt là những đêm mặt trăng chiếu sáng rõ.
Thỏ mẹ ánh sáng giải thích cho các bé thỏ rằng trong khu rừng cũng có nhiều loài động vật khác, gọi là động vật sống ban ngày. Họ thường thức giấc và đi kiếm ăn vào ban ngày. Họ cũng cần phải cẩn trọng canh chừng những con thú săn mồi khi họ đi kiếm ăn. Mẹ ơi, con hứa sẽ rất cẩn trọng ạ. Bỏng Ngô nhấn mạnh. Chúng con cũng vậy ạ. Em Rắn Ri và em Bơ cũng bất giác hô to đầy quyết tâm. Bỏng Ngô lớn nhanh như thổi, và cô bé càng ngày càng tò mò hơn về thế giới bên ngoài hang tối. Ngày này qua ngày khác, cô bé xin mẹ được đi ra khỏi hang để khám phá. Cuối cùng, mẹ ánh sáng cũng gật đầu. Bỏng Ngô không thể kiềm chế được, phấn khích la to lên. Hoan hô! Nào, chờ một chút, con yêu. Mẹ ánh sáng vội dặn với theo. Con có nhớ những gì mẹ dạy về quy tắc an toàn không? Và con phải luôn ở gần cửa hang để phòng trường hợp nguy hiểm nhé. Vâng, thưa mẹ. Bỏng Ngô nói rồi nhanh chóng phóng theo vệt sáng nơi cửa hang. Ôi, thật là xinh đẹp quá. Bỏng Ngô thốt lên kinh ngạc với những màu sắc và hình dáng thú vị xung quanh. Đúng vậy, con yêu, chúng ta đang sống ở khu rừng kỳ vĩ. Thỏ mẹ ánh sáng đáp lời. Con nhìn xung quanh xem, con có biết những thứ màu xanh này là gì không? Những thứ này có mùi thích quá mẹ. Chúng là gì vậy mẹ? Chúng được gọi là thực vật, các loài cỏ và cây. Hàng ngàn loài cây cỏ khác nhau đang sống trong khu rừng này. Và rất nhiều loài trong số đó là thức ăn cho loài thỏ vằn Trường Sơn của chúng ta. Vì chúng ta là động vật ăn cỏ con ạ. Bỏng Ngô thử cắn một miếng lá nhỏ bên cạnh, rồi một bông hoa, kế đến là một quả gì đó trông như quả dâu. Ôi, cái gì cũng ngon quá mẹ ạ. Bỏng Ngô nhanh chóng học được rằng có rất nhiều loài thực vật trong khu rừng kỳ vĩ, và điều đó là rất quan trọng cho sự tồn tại của gia đình cô bé, cũng như nhiều loài động vật khác đang trú ngụ trong khu rừng này. Khi nào mà khu rừng kỳ vĩ còn ở đây, gia đình chúng ta vẫn còn rất nhiều thức ăn ngon. Thỏ mẹ ánh sáng lên tiếng. Con hãy luôn nhớ rằng khu rừng cho chúng ta đồ ăn ngon, nước sạch để uống và một ngôi nhà an toàn để ở. Đó là ba điều quan trọng nhất chúng ta cần để sống. Vâng thưa mẹ, con sẽ luôn ghi nhớ. Và con mong một ngày nào đó con sẽ trở thành một người thông thái như mẹ. Chắc chắn rồi Bỏng Ngô, con là bé thỏ học rất nhanh. Nào, bây giờ chúng ta cần quay trở lại hang trước khi em Rắn Ri và em Bơ thức dậy. Bỏng Ngô nhìn ngắm khu rừng kỳ vĩ một lần nữa rồi quay trở lại hang. Cô bé rất nôn nóng muốn được kể cho các em về những gì mà cô đã thấy. Sau khi được chị Bỏng Ngô kể cho nghe về chuyến thám hiểm bên ngoài hang, Rắn Ri và Bơ không thể không nghĩ đến việc được đi khám phá khu rừng kỳ vĩ. Thế nhưng, hai em không bạo gan được như chị Bỏng Ngô. Rắn Ri và Bơ vẫn dính chặt lấy mẹ khi ra bên ngoài hang. Bỏng Ngô đúng là một bé thỏ dũng cảm. Mỗi ngày cô bé lại muốn khám phá ra xa hơn một chút. Và tất nhiên, với trí tò mò của mình, cô bé vẫn không ngừng đặt nhiều câu hỏi cho mẹ về khu rừng. Bỏng Ngô đã học được rằng khu rừng kỳ vĩ là một khu rừng rất đặc biệt ở dãy núi Trường Sơn. Cô bé được biết rằng khu rừng là ngôi nhà của rất nhiều loài thực vật và động vật và cả các loài sinh vật khác nữa đã làm nên sự đa dạng sinh học, độc đáo và quý giá cho khu rừng này. Khu rừng kỳ vĩ là nhà của rất nhiều loài động vật. Thỏ mẹ ánh sáng nói, một số loài trông bé nhỏ như chúng ta, nhưng có một số loài rất lớn như là các bác voi. Bỏng Ngô cố gắng mường tượng xem một bác voi sẽ trông như thế nào. Ngay lập tức một câu hỏi bật ra. Mẹ ơi, vậy loài voi thì quan trọng hơn loài bé nhỏ như con à mẹ? Không đâu con, mẹ ánh sáng cười. Con cũng quan trọng như một bác voi. Rồi thỏ mẹ tiếp lời.
mỗi loài trong chúng ta đều có một vai trò đặc biệt, bất kể chúng ta nhỏ bé hay to lớn. Và việc của chúng ta là phải cùng nhau giữ cho khu rừng này khỏe mạnh con ạ. Bỏng Ngô liền hỏi ngay: Vậy vai trò của loài voi là gì và vai trò của con là gì hả mẹ? Thỏ mẹ ánh sáng từ tốn giải thích: Cũng giống như chúng ta, loài voi là một loài động vật ăn cỏ. Có thể nói rằng hai loài chúng ta cùng là những người làm vườn của khu rừng này. Nhưng mỗi loài chúng ta ăn một số loài thực vật khác nhau, giúp các loài thực vật phát triển, đồng thời giúp cho các loài thực vật không bị phát triển quá mạnh, làm ảnh hưởng đến các loài khác. À, giờ thì con đã hiểu. Đó là lý do tại sao một khu rừng khỏe mạnh cần rất nhiều loài khác nhau cùng chung sống, đúng không ạ? Con thông minh lắm con gái. Thỏ mẹ xoa đầu Bỏng Ngô rồi tiếp lời: Một ngày nào đó có thể con sẽ may mắn được gặp một đàn voi. Bỏng Ngô reo lên: Thế thì sẽ tuyệt lắm mẹ ạ. Một tối nọ, khi thỏ mẹ ánh sáng và Bỏng Ngô đi đến bìa rừng của khu rừng kỳ vĩ, họ vô cùng ngạc nhiên về cảnh tượng hoang tàn phía bên kia ngọn đồi. Bỏng Ngô thốt lên: Mẹ ơi, điều gì sẽ xảy ra nếu mọi cái cây trong khu rừng biến mất? Thỏ mẹ thở dài: Nếu vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn con ạ. Vì nhờ có cây cối, chúng ta có một nơi sống tốt với không khí trong lành, nước sạch, đầy đủ thức ăn và nơi trú ngụ an toàn. Con nhớ nhé. Bỏng Ngô gật đầu. Cô bé hỏi nhỏ: Chúng ta có nên lo lắng không mẹ nhỉ? Con thấy cái bảng gỗ nhỏ đằng kia không? Nó ghi rằng khu rừng kỳ vĩ là một khu bảo tồn. Đây là một khu vực được bảo vệ. Vì vậy, tất cả các loài, kể cả các loài nguy cấp như chúng ta, được an toàn ở đây. Có nhiều người đang ra sức bảo vệ chúng ta để cùng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho muôn loài con ạ. Rồi cũng đến ngày Bỏng Ngô đủ lớn và sẵn sàng rời hang để sống độc lập. Vào lúc hoàng hôn đổ bóng trên bầu trời, thỏ mẹ ánh sáng đem theo hai em Rằn Ri và Bơ đến cửa hang để chào tạm biệt chị Bỏng Ngô. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã dạy con rất nhiều điều. Bỏng Ngô thỏ thẻ: Đó là nhiệm vụ của mẹ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thỏ mẹ ánh sáng xúc động nói: Con đã hỏi rất nhiều câu hỏi và chăm chú lắng nghe. Mẹ biết con đã học được rất nhiều điều. Giờ hãy cố gắng tìm được một cái hang trước khi đi quá xa con nhé. Vâng, con hiểu rồi ạ. Tạm biệt nhé các em Rằn Ri và Bơ. Hẹn sớm gặp lại các em. Bỏng Ngô nói rồi quay lưng phóng đi. Những bước nhảy rất nhẹ và nhanh, bắt đầu một cuộc sống mới của riêng cô bé. Dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng khi phải sống một mình, cô bé rất háo hức cho chuyến hành trình đang chờ phía trước trong khu rừng kỳ vĩ. Đi chưa được bao xa, Bỏng Ngô bỗng nghe thấy tiếng lá xào xạc từ trên những cành cao. Kìa, một con vật lông lá với đôi mắt to tròn dường như đang tìm kiếm gì đó. Xin chào, xin lỗi. Bỏng Ngô đánh tiếng làm quen. Cho mình hỏi bạn đang làm gì vậy? Trèo ngược như thế chắc khó lắm nhỉ? Cũng không khó lắm đâu. Bạn thấy đấy, mình có đôi chân rất khỏe và bàn chân bám rất chắc. Mình có thể treo ngược như thế này cả ngày ấy chứ. Bạn muốn thử không? Mình đang tìm thức ăn cho bữa tối. À quên mất, mình tên Mạnh Tay. Bạn tên là gì nhỉ? Mình là Bỏng Ngô. Mình là Thỏ Văn Trường Sơn. Mình không thể trèo cây giống như bạn được. À, chúng ta khá khác nhau. Mạnh Tay nói. Mình là một loài tên là cu ly nhỏ, và mình cảm thấy an toàn khi ở trên cây. Chờ chút, bạn có nghe thấy gì không? Gì vậy? Bỏng Ngô hỏi. Đợi mình chút, mình sẽ quay lại ngay. Mạnh Tay đáp lại. Một lúc sau,
Nhìn xem, mình tìm được gì này? Mạnh tay hào hứng kêu lên, hai tay cầm hai con đuông dừa béo múp đang ngọ nguậy. Cậu chàng từ từ trèo xuống, chìa tay ra cho Bỏng Ngô. Này, cho bạn một con này, ngon lắm đấy. Ôi không, mình cảm ơn, mình không thể ăn được thứ này, vì mình là động vật ăn cỏ mà, mình chỉ thích vị của lá non thôi. Bỏng Ngô thoáng chút giật mình lùi lại. Ô vậy á, mình thì là động vật ăn tạp, mình ăn được nhiều thứ khác nhau. Mạnh tay nói rồi nhanh chóng cho cả hai con đuông dừa vào miệng. Ôi ngon quá đi mất. Mình chưa từng gặp loài ăn tạp bao giờ, vậy bạn còn ăn những thức ăn nào khác nữa? Bỏng Ngô hỏi. Hồi nãy mình ăn nhựa cây ở đằng kia, nhưng mà bóc vỏ cây rất mệt, nên mình quyết định đi tìm một con côn trùng nào đấy để ăn. Đó là lúc bạn thấy mình đấy. Với lại cái cây kia cũng cần thời gian để phục hồi và tạo ra thêm nhiều nhựa ngọt nữa. Mạnh tay nói. Bỏng Ngô chợt nhận ra trời đã tối muộn. Cô bé thốt lên. Ôi trời, mình quên mất thời gian. Mình cần phải nhanh chóng đi tìm một cái hang để trú ngụ trước khi trời sáng. Hẹn gặp lại sau nhé, Mạnh tay. Chúc may mắn, Bỏng Ngô. Nhớ quay lại sớm nhé. Bạn biết tìm mình ở đâu rồi đấy. Một lát sau, ở một góc rừng khác, Bỏng Ngô gặp một con vật thú vị khác cũng ở trên cây cao. Cậu ta có một cơ thể mịn màng và xanh mát. Xin chào, mình là Bỏng Ngô. Mình là một con thỏ vằn Trường Sơn. Bạn có thể giúp mình được không? Rất hân hạnh. Bạn có thể gọi mình là phi công. Mình là một con ếch bay. Ôi bạn bay được á? Bỏng Ngô ngạc nhiên hỏi. Mình tưởng chỉ có loài chim mới bay được. Nhìn này, phi công cười. Rồi ngay lập tức cậu ta thả mình lướt xuống. Bốn bàn chân với lớp màng rộng màu vàng mở ra như bốn chiếc dù khổng lồ. Ôi tuyệt quá! Bỏng Ngô kêu lên. Cảm ơn. Rồi bạn cần mình giúp gì nào? Phi công hỏi. Mình đã rời hang của mẹ và đang trên đường đi tìm... Bỏng Ngô chưa kịp dứt lời thì phi công đã nói. Để mình đoán nhé, bạn cần tìm nguồn nước phải không? Mình sống được cả ở dưới nước và trên cạn, nên mình có thể chỉ cho bạn một con suối đẹp. Ồ, không hẳn thế, Bỏng Ngô nói. Mình đang định hỏi bạn về một cái hang để làm nhà, nhưng đúng là mình cũng đang khá khát nước. Vậy thì tốt rồi, bạn hãy nghe thật kỹ để mình chỉ đường đi đến con suối đẹp có dòng nước ngọt tươi mát nhé. Đi theo hướng phi công chỉ, Bỏng Ngô tìm thấy dòng suối ngay lập tức. Và đúng là nước rất ngọt như lời phi công nói. Đột nhiên, cô bé nghe thấy tiếng cào rất mạnh phát ra. Ai thế nhỉ? Cô bé nghĩ thầm. Âm thanh phát ra từ một con vật trông rất kỳ lạ. Cơ thể được bao phủ đầy vảy lớn màu nâu. Nó đang cắm cúi đào và xé toạc một thân cây đổ. Vỏ cây bay tung tóe. Xin chào, cháu xin lỗi vì làm phiền cô. Cháu là Bỏng Ngô, cháu đang cần cô giúp một chút ạ. Con vật kỳ lạ ngước lên và nói. Ồ, nãy giờ cô không nhìn thấy cháu. Cô tên là Sáng Bóng. Cháu bị lạc đường à bé thỏ? Sáng Bóng ư? Chắc hẳn cô là cô Tê Tê Sáng Bóng đúng không ạ? Cháu biết cô à? Cô cháu mình chưa từng gặp nhau đúng không nhỉ? Đúng vậy ạ, chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng cô đã từng gặp mẹ cháu rồi đấy. Mẹ cháu nói rằng cô đã tặng cho mẹ cháu cái hang mà cô đào trước đây. À, đúng rồi, cô nhớ ra rồi, Sáng Bóng nói thêm. Cháu nhìn móng của cô này, đây là công cụ đào bới và cào xé rất hoàn hảo đấy. Thỉnh thoảng cô cũng đào mấy cái hang giống như cái hang mà cô tặng mẹ cháu. Đôi khi cô đào để tìm giun đất. Còn bây giờ cô đang bươi cái hốc cây mục nát này để tìm mối đấy. Cháu thấy cô đang làm việc chăm chú lắm. Chắc cô thích mối lắm ạ? Bỏng Ngô hỏi.
Đúng rồi, cô là loài động vật ăn côn trùng mà. Cô ăn chủ yếu là các loài côn trùng đấy, đặc biệt là mối và kiến. Đây là hai loại thức ăn yêu thích nhất của cô. Sáng bóng nói rồi tặc lưỡi. Thật tiếc, vì loài thỏ vằn Trường Sơn không ăn mối nhỉ. Có cả triệu con mối trong cái hốc cây mục này đấy. Nói đoạn, sáng bóng thò cả cái lưỡi rất dài và dính của mình vào một trong những cái lỗ trong hốc cây. Trong chốc lát, cô ấy đã lấy ra được cả 100 con mối một cách khéo léo. Cháu thấy chưa nào? Sáng bóng cười sảng khoái. Chà, vậy chắc là cô sẽ không cần phải đi nơi khác để tìm thức ăn ạ? Bỏng Ngô hỏi lại. Cháu nói đúng, ít nhất là cô sẽ ở đây vài ngày. Đó là lý do tại sao cô quyết định sẽ khoét rỗng thân cây này và biến nó thành chỗ ở tạm thời của cô luôn. Sáng bóng gật gù. À, lúc nãy cháu nói cần cô giúp gì ấy nhỉ? Chà, cô thấy cháu là một cô thỏ đã trưởng thành, chắc cháu sẽ cần một chỗ ở đúng không? Tại sao cháu không dùng cái hang cũ của cô nhỉ? Nó ở gần đây thôi. Nó nằm trên một con dốc thoai thoải dưới một cái cây lớn. Đi nào, cô sẽ chỉ cho cháu. Ôi tuyệt quá, cháu cảm ơn cô rất nhiều. Cô đúng là rất tốt bụng như lời mẹ cháu kể. Cô rất vui vì điều đó. Nhớ nhé Bỏng Ngô, khu rừng kỳ vĩ là nơi để chia sẻ cho tất cả các loài chúng ta. Khi cháu sử dụng cái hang của cô, cháu cũng đang mang lại lợi ích cho các loài sinh vật khác. Cô sẽ giải thích cho cháu sau nhé. Bây giờ cháu hãy đi theo chỉ dẫn của cô để tìm thấy cái hang nhé. Sáng bóng đúng là một kỹ sư đào hang tuyệt vời. Mọi thứ trong cái hang đều hoàn hảo, khô ráo và vừa vặn. Bỏng Ngô ngay lập tức cảm thấy an toàn trong ngôi nhà mới của mình. Đột nhiên, một tiếng kêu "Xì ba!" lớn truyền qua hang. Mặc dù Bỏng Ngô rất sợ, cô bé vẫn thử đi ra ngoài để xem thứ gì đang phát ra tiếng động. Này này, cẩn thận kẻo dẫm chân lên mình nào bạn ơi. Mình đây này, mình là một con cú muỗi, tên là Vô Hình. Ơ, ôi, bạn ở ngay đấy à? Bỏng Ngô thốt lên. Sao bạn lại ở dưới đất vậy? Đây là cách ẩn mình đặc biệt của mình để trốn tránh những kẻ săn mồi. Kỹ thuật này được gọi là ngụy trang. Ồ, thú vị quá, Bỏng Ngô nói. Hầu như mình không nhìn thấy bạn gì cả, vì màu lông của bạn trông rất giống màu lá cây xung quanh. Vậy là trò ngụy trang của mình đã có tác dụng, Vô Hình tự hào nói, vỗ cánh bay lên. Này, bạn có biết những đặc điểm trên cơ thể bạn cũng giúp bạn ngụy trang đánh lừa những kẻ săn mồi không? Mà bạn tên gì ấy nhỉ? À, xin lỗi, mình quên chưa giới thiệu bản thân. Mình tên là Bỏng Ngô, mình là thỏ vằn Trường Sơn. Mẹ của mình từng nói rằng những sọc vằn trên cơ thể mình có thể đánh lừa thị giác của những kẻ săn mồi. Mẹ bạn nói đúng đấy, Vô Hình nói. Nếu bạn đứng yên, những kẻ săn mồi có thể nghĩ các sọc trên thân bạn là bóng của cành cây và lá cây. Bỏng Ngô hào hứng thêm vào. Mẹ mình cũng dạy mình chạy thật nhanh và liên tục đổi hướng nếu bị kẻ thù đuổi đấy. Đúng rồi, khi bạn di chuyển, các sọc vằn trên cơ thể bạn có thể khiến kẻ săn mồi khó theo dõi được. Chi ba! Lần này, tiếng gọi lớn vọng đến từ đâu đó trong rừng. À, họ gọi mình đấy, Vô Hình nói. Mình sẽ đi cùng với các bạn cú muỗi khác và kiếm thêm vài côn côn trùng để ăn trước khi mặt trời mọc. Có phải chim cú muỗi tìm côn trùng vào ban đêm vì như thế sẽ ít phải cạnh tranh với các loài chim khác không? Bỏng Ngô không thể không hỏi thêm. Cạnh tranh á? Đấy là một từ khá phức tạp đối với một chú thỏ non đấy. Bạn biết được nhiều điều quá, Vô Hình đáp lại. Và đúng vậy, hầu hết các loài chim hoạt động vào ban ngày, còn chúng mình đi kiếm ăn vào ban đêm sẽ có ít đối thủ cạnh tranh hơn.
Si ba, si ba. Tiếng kêu lại vang lên trong khu rừng. Ồ, mình thực sự phải đi rồi. Nếu không, mình sẽ không có đủ thời gian mất. Đúng lúc, vô hình chuẩn bị cất cánh. Một con vật dài và mảnh khảnh lặng lẽ trườn về phía bỏng ngô. Cơ thể nó được bao phủ bởi lớp vảy sáng lấp lánh như cầu vồng. Tạm biệt bỏng ngô, vô hình hét lên từ trên cao. Và chào bạn, cầu vồng, loài rắn đẹp nhất trong khu rừng kỳ vĩ. Ồ, vô hình, đừng làm mình xấu hổ nữa. Tất cả các loài rắn móng đều đẹp cả, cầu vồng nói với vô hình, rồi quay sang để chào đón bỏng ngô đến với nơi ở mới. Bỏng ngô nhanh nhảu chào. Chào bạn, rất vui được gặp bạn, cầu vồng. Mình được cô TT sáng bóng cho cái hang để làm nhà. Chà, rất mừng vì có người sử dụng tốt cái hang đó. Mình đã thử vào đó một lần, nhưng nó quá khô và quá rộng đối với mình, cầu vồng nói. Và nó cũng ở xa nơi mình có thể tìm thấy thức ăn. Mình thích hang của mình gần nước hơn. Mặc dù biết rằng cầu vồng là một loài động vật ăn thịt, cậu ta ăn nhiều loài khác nhau, nhưng bỏng ngô biết rằng cậu ta sẽ không gây hại cho cô. Cầu vồng nói với cô rằng hầu hết các loài động vật đều sợ loài rắn vì nghĩ rằng rắn rất nguy hiểm. Mẹ mình dạy mình rằng phải tôn trọng loài rắn vì chúng rất quan trọng để tạo nên một khu rừng khỏe mạnh, bỏng ngô liền nói. Chà, mẹ bạn dạy bạn những điều hay quá. Bạn có biết rằng một trong những nhiệm vụ của mình là giúp kiểm soát số lượng loài gặm nhấm trong khu rừng này không? Từ đó, mình cũng giúp giảm sự lây lan của một số bệnh nhất định đấy, cầu vồng tự hào nói. Mình thấy bạn làm rất nhiều việc tốt để giúp duy trì sự cân bằng trong tự nhiên, bỏng ngô nói. Mình rất vinh dự khi được làm bạn mới của bạn. Cảm ơn bạn. Nhờ những người bạn như bạn và vô hình, mình hy vọng rằng một ngày nào đó những người khác cũng sẽ nhìn mình theo một cách khác, cầu vồng nói. Ồ, mặt trời sắp mọc rồi. Mình phải quay về nơi ở của mình trước khi trời quá nóng. Mình cũng nên đi ngủ một chút đây. Dù mình không thực sự cảm thấy mệt lắm, nhưng mình đã đi một chặng đường dài để đến đây, bỏng ngô nói. Ồ, à, nhân tiện nói để bạn biết, gần đây có một cô hổ tên là Hổ Phách. Bạn nên cẩn trọng khi đi kiếm ăn dưới các tán cây nhé, cầu vồng nói rồi nhanh chóng biến mất vào một bụi cây trước khi bỏng ngô kịp cảm ơn. Quay trở lại hang, bỏng ngô nằm cuộn tròn một cách thoải mái trên chiếc giường đầy lá khô. Cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô bé lại thấy anh cu ly nhỏ mạnh tay, anh ếch bay phi công, cô tê tê sáng bóng, cô bạn cú muỗi vô hình và anh rắn móng tên là cầu vồng. Mỗi người bạn đều thật đặc biệt. Mỗi loài đều có những nhiệm vụ quan trọng để giúp cân bằng thiên nhiên. Cô bé lại mơ về mẹ thỏ ánh sáng đang mỉm cười rất hài lòng. Bỏng ngô tin chắc rằng mẹ đang rất tự hào vì cô bé đã tìm được những người bạn mới và một ngôi nhà mới trong khu rừng kỳ vĩ. Vậy là câu chuyện ngôi nhà mới của bỏng ngô đến đây là hết rồi. Chà, bỏng ngô đã rất may mắn gặp được nhiều người bạn tốt trên chuyến hành trình đầu tiên của cuộc đời và đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn để gọi là ngôi nhà mới. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Cô mong là các em cũng học được nhiều điều thú vị như bỏng ngô và cùng chờ đón các tập tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện kể về khu rừng kỳ vĩ nhé. Bộ sách truyện giáo dục của chương trình Little Green Grass, Hiệp sĩ nhí rừng xanh thuộc tổ chức LVDI International và video đọc truyện Ngôi nhà mới của bỏng ngô sẽ không thể thực hiện được nếu không nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ hào phóng. Xin trân trọng cảm ơn. Còn bây giờ, chào tạm biệt các em
và hẹn sớm gặp lại trong những câu chuyện của khu rừng kỳ vĩ tiếp theo.